Adobe đã ra mắt phiên bản Photoshop CC 2019 với rất nhiều thay đổi. Có lẽ là sẽ làm cho nhiều bạn đã từng làm việc với các phiên bản cũ sẽ khá là phải bối rối. Một cái thao tác rất là đơn giản là cái thao tác Transform mà chúng ta vẫn quen làm việc ở các phiên bản cũ, thì hiện nay sang phiên bản CC 2019 cũng đã có một vài cái thay đổi khá là lớn. Chúng ta cùng nhau khám phá một chút về cái thao tác Transform ở phiên bản CC 2019. Bây giờ tôi sẽ nhập một cái đối tượng vào và chúng ta sẽ tiến hành là transform nó ở trong môi trường Photoshop CC 2019. Chúng ta có thể là gọi lệnh Edit Free Transform, hoặc các bạn cũng có thể là bấm vào cái biểu tượng Show Transform Control ở trên thanh Option. Và lúc này chúng ta sẽ thấy các cái tay nắm điều khiển, hay chúng ta còn gọi là Bounding Box, hiện lên bao xung quanh cái đối tượng mà chúng ta muốn transform. Ở các phiên bản cũ thì chúng ta khi mà co kéo ấy, thì chúng ta có thể bấm vào các cái tay nắm điều khiển ở bên hông phải, hông trái, đỉnh hoặc đáy để chúng ta thay đổi về chiều cao hoặc là chúng ta thay đổi về chiều rộng của cái layer mà chúng ta muốn transform. Hoặc nếu mà chúng ta bấm vào điểm góc để chúng ta kéo thì đồng thời chúng ta sẽ co kéo cả chiều rộng lẫn chiều cao. Tuy nhiên ở các phiên bản cũ và hầu hết các cái chương trình của hãng Adobe thì khi mà chúng ta co kéo cái điểm ở góc thì thường là chúng ta sẽ co kéo bị méo tỷ lệ. Còn nếu mà chúng ta muốn co kéo ở góc để thay đổi kích thước nhưng mà vẫn duy trì tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của cái đối tượng được transform thì thường là chúng ta sẽ phải giữ shift. Tuy nhiên thì ở cái phiên bản này thì Photoshop và CC 2019 đã đưa ra một số các thay đổi rất là lớn. Đó là cái tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao luôn luôn được khóa lại với nhau. Cái này thì có vẻ như là giống cái thao tác transform ở trên Corel, tức là ở cái thao tác là kéo ở góc. Chúng ta có thể là bấm vào điểm góc này và chúng ta có kéo mà không cần phải giữ cái phím shift nữa. Tự động cái tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao đã được khóa sẵn vào với nhau. Và nếu các bạn muốn là vừa co ở góc và đưa vào tâm thì thay vì ngày xưa chúng ta giữ shift giữ an thì bây giờ chúng ta chỉ việc là giữ phím an để đảm bảo rằng là cái thao tác transform này nó sẽ transform vào tâm. Và như vậy là nó sẽ bớt cái thao tác nhấn giữ phím. Tuy nhiên có một vài cái thao tác mà chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy nó rất là bối rối. Ví dụ như là chúng ta muốn thay đổi chiều rộng hoặc là chiều cao của đối tượng thì chúng ta bấm vào bên hông này chẳng hạn, chúng ta kéo thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ nó vẫn cứ duy trì, tỷ lệ giữa hai cạnh vẫn duy trì, và khi mà tôi kéo như thế này thì nó vẫn không tăng cái kích thước theo chiều rộng mà cả chiều cao nó cũng sẽ bị co kéo theo lên luôn. Và nếu mà các bạn muốn chỉ tăng riêng cái chiều rộng thôi thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải giữ shift, thì lúc này mà chúng ta mới có thể tăng riêng cái chiều rộng được. Đấy. Còn nếu mà chúng ta mà như ngày xưa chúng ta vẫn cứ kéo cái điểm điều khiển bên hông này thì nó sẽ làm lớn cả hai cạnh lên. Thế và khi mà chúng ta kéo này, đây ví dụ giữ shift này, chúng ta kéo thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái biểu tượng cái xích giữa cái chiều rộng và chiều cao này là nó bị bật lên, nó thông báo một cách rất là rõ ràng rằng là cái đối tượng này của chúng ta nó đang bị méo khỏi cái tỷ lệ gốc rồi. Và rất nhanh, nếu như các bạn muốn tìm về tỷ lệ gốc, tỷ lệ thôi nhé chứ tôi không nói về cái size, tại vì là ở đây là chúng ta thấy là nó ghi chú rất là rõ, ở đây nó không tính là bao nhiêu pixel mà nó lại đang tính cho với chúng ta là tỷ lệ phần trăm, có nghĩa là cái chiều rộng này đang là 148,59% và cái này là 108,48%, có nghĩa là hai chiều đang được kéo không theo một cái tỷ lệ. Và nếu như các bạn bấm vào cái biểu tượng này thì nó sẽ khôi phục cái tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao, đưa về cái tỷ lệ gốc.
Tất nhiên ở đây tôi cũng nói là về cái tỷ lệ so với lại cái size gốc đó. Còn nếu mà chúng ta đưa về size gốc thì đây chúng ta có thể gõ 100% vào đây thì nó sẽ đưa về cái tham số gốc cho chúng ta. Đấy. Tất nhiên các cái thao tác cũ, transform cũ mà chúng ta đã từng giới thiệu ở trong một số bài cũ ấy, thì ví dụ như giữ control để chúng ta có thể là có kéo theo kiểu bất tỷ lệ như thế này thì nó cũng vẫn được duy trì. Đấy, hay là theo kiểu perspective thì chúng ta nhấn thêm là gì đấy ạ, control an chẳng hạn, thì những cái thao tác đó thì vẫn vẫn duy trì khá là tốt. Tuy nhiên là có một vài cái thay đổi mới mà có lẽ là tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta xem xong cái video này thì chúng ta cũng sẽ đỡ bỡ ngỡ, đỡ bối rối khi mà chúng ta tiến hành thao tác transform, tại vì là nó đã có cái sự thay đổi tương đối là lạ so với những cái tư duy trước đây chúng ta đã biết.